À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình đã tô tan qua tuyên quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Phổ và đã hình thành lên nền Cộng hòa. Và kết thúc cái lượt trước thì mình có một vấn đề, đó là gì? Cái kỳ bầu cử tiếp theo diễn ra đây này. Bao nhiêu công sức của mình để gây dựng được một cái ban lãnh đạo, nói chung là nó khá khá một tí, thì cuối cùng là bạn xem nền dân chủ là như vậy. Sau khi hết kết thúc nhiệm kỳ thì các cái vị chính trị gia già nghỉ hưu để thay thế bằng một cái lớp chính trị gia mới, nhưng toàn cái lũ ăn hại như thế này. Bây giờ mình lại phải mất công để có lại phải tìm kiếm rồi đầu tư xem là có cái thằng nào nó ngon hơn tí để đầu tư. Thật là khổ cho mình đây. Ở đây tướng hải quân này lại phải đầu tư một chút xíu để các cái cho các cái tướng lĩnh nó mạnh hơn một xíu. Chetki này, Chetki đã cho thằng này sang đây 4 sao luôn. Thằng này Happiness, thằng này cũng Chetki, nhưng thằng này nó Chetki. À, thằng này nó còn tăng được cả cái này nữa. À, được. Lên 4 sao rồi. Còn thiếu tướng hải quân thì hình như ở đây có một thằng tướng hải quân. Cái này cũng Chetki, Chetki. Thôi được, để từ từ đã mình tính nhá. Các bạn xem các cái skill của nó, xem nó mạnh về cái gì thì chúng ta cho nó bổ nhiệm vào cái chức vụ đấy. Chẳng hạn như ông ta học về tiến sĩ kinh tế mà các bạn cho ông ta là bộ trưởng quân sự, bộ trưởng bộ chiến tranh thì nghe có vẻ nó cũng không hợp lắm đúng không? Đấy. À, thôi lượt này chắc không có việc gì để làm nữa nên mình sẽ qua lượt để xem tình hình. Lượt sau thì quân Pháp, quân tập trước thì bắt đầu mình khai chiến với quân 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 Pháp rồi, và tình hình là cũng không dễ dàng gì rồi. À, tướng nào đây? Mình nghĩ mình cứ rút lui tí đó nhỉ, sau rồi nó đuổi theo thì rồi, để mình không muốn quân tiếp viện của nó đến tiếp. Thằng này thì mình chơi được. Ôi ôi, nó cũng mạnh đấy nhưng mà nó toàn pháo nhiều. Trận này là nó tấn công à? Ừ, nó tấn công thì không sợ lắm đâu. Phòng thủ là tư lệnh quân cách mạng, người đã khai sinh nền Cộng hòa Liên bang Đức. Có điều cái tướng này nó không thiên về phòng thủ, nó là tướng tấn công. Khi phòng thủ mình cũng không được lên sao vậy. Mình có một cái nhà đây à, 375, nhưng mà gần nhau như này thì không tốt. Có thể mình sẽ lợi dụng vào cái khu nhà này để triển khai quân. Nó khá nhiều pháo binh nên là mình không nên cho quân. Điểm của quân Nga trận này nó khá nhiều pháo binh. À, quân đoàn này lại chưa có pháo phản lực nữa chứ. Lấp ở các cái khu nhà này thì nó sẽ không 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 không. Lắp vào các khu nhà thì nói chung là nó sẽ không thể tấn công vào pháo binh của nó, sẽ bị hạn chế khá nhiều. Trong khi chúng ta có thể dàn quân được để có thể phòng thủ dễ tốt hơn. Này có nhà và rừng cây đúng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phòng thủ theo kiểu đấy. Sao nó lại đứng chéo này nhỉ? Hay mình dồn hết quân thôi này, làm cho nó chặn chứ sợ gì nhỉ? Đúng rồi. Sao phải xoắn nhỉ? Pháo chỗ này. Đây là pháo bắn trực diện à? Kỵ binh thì không lên. Kỵ binh thì không lên để cao thế. Kỵ binh thì cứ để ở đây.
Rồi. Anh em cứ yên tâm là mình sẽ giải quyết bọn này được. Infantry. Khi chúng ta để quân lệch kiểu như này là nó sẽ phải di chuyển theo đấy. Cánh quân này thì đứng sâu sâu một tí tránh tầm bắn của pháo binh đối phương để xem cho nó tiến kiểu gì đã rồi chúng ta mới di chuyển tiếp. Rồi đặt lệch như này là nó sẽ lại phải di chuyển theo. Rồi. Các bạn cái nhóm quân vào như này đánh cho nó dễ. If the enemy is forming for an attack, it is often a good idea to let them come forward and tire themselves through marching. Bắn luôn. Chúng nó bắt đầu hoảng rồi. Đúng rồi, nó bắt đầu di chuyển rồi. Cái quân bên này nó di chuyển đấy. Chả đấu pháo à? Ô, nó bắn bộ binh mình chứ nó không bắn pháo. Vào rừng em ơi. Vào rừng, vào rừng. Vào rừng luôn. Rồi, kỵ binh rồi. Ông già vẫn đuổi bắn bộ binh. Trời ơi, pháo hai bên bắn qua bắn lại ác quá. Ây à, pháo của nó vẫn nguyên. Pháo của mình hình như bị vướng đường đạn à. Mày bắn vào mắt nữa. Đi vào rừng là pháo của nó bị hạn chế rồi. Kỵ binh vòng đây cho anh. Sir, sir, our general is under attack. I watch the hut. Bắn tướng mình à? Ôi ôi. Cánh này nó tấn công à? Kinh quá nhỉ? Quá. Rồi tướng Hân ra hẳn đây đi cho chắc cờ. Vừa phát chết tướng mình tồi. Nó định quay bắt pháo mình kìa. Vòng lặng quá. Biết ngay bị bắt pháo mình. Nhưng quân phổ đã đến đây rồi. Rồi pháo chạy đi. Để đấy, kỵ binh giải quyết. Anh tính trước chúng mày dám tấn công. Anh rồi. Dễ mà ăn được anh lắm ấy. Rồi hai đội pháo binh của anh đây rồi. Chạy ra đây. Mm-hmm.
Rồi, kỵ binh ra đây. Lùi lại. Bảo vệ quân ngay. Kỵ binh của nó xong rồi. Ai chả, pháo của nó vẫn đang lã mình. Nhưng mà nó tập trung quân ở đây hết rồi. Quân bên này xông lên. Quân bên này không bị ai tấn công nữa rồi. Vòng ra đây luôn. Dăm ba cái con ngựa của Nga này phải dám dọa anh. What the hợi, pháo nó bắn kinh quá. Pháo binh của mình rồi, lên đây. Bắn trực diện cho anh. Xử lý mấy khẩu pháo của nó. Nó còn mấy khẩu pháo đằng sau này, giải quyết luôn. Nó dám tấn công mình thì nó phải có một cái sức mạnh nhất định nó mới dám tấn công chứ. Thì binh phổ chạy ra đây. Quân bên kia, úi giời ơi, dàn pháo ra, ai giờ mất mấy khẩu pháo rồi đấy, nhưng mà không chết thằng lính nào thôi. Ô vãi thanh niên này, pháo đặt đằng sau nhau này bắn kiểu gì? Ui dồi ôi, đi một hàng vãi trưởng. Đây rồi. Xếp hàng cho nó ngay ngắn nào. Đến kiểu gì thế này? Bọn Nga nó đang chạy lên đây à? Kệ cha mấy cái thằng nhai dép xốp đấy. Đứng đây đã, sẵn sàng móc lốp pháo binh của nó. Quá hay, cái pháo của chúng ta bắn thẳng. Đúng rồi, trận này có lợi thế rồi. Pháo binh Nga này. Nó tràn sang bên này à? Cánh bên này tiến lên. Rồi. Bắn súng thì sợ. Bọn Nga này tuổi gì mà đòi bắn súng. Rồi nó. Không thiết lập được đội hình thì nó không ăn được đâu. The men are fatigued, sir. I must rest a while. Trời ơi.
mày à, tướng của mày à, ôi giời ơi. Đại chiến các cánh quân nào. Bắn vào đây đi, bắn vào đây, bắn vào đây. Bắn chỗ này không phải chết mất bộ binh của mình. Wow. Dăm ba cái thằng ngang ngố này á. Vác lại lên đi, sâu bọn này cho anh, xuyên bọn này cho anh. Dăm ba cái thằng ngang ngố này. Đuổi pháo mình bắn ác thế nhỉ. Tiến lên tiếp. Pháo binh dừng tay. Binh này không nên đánh khu, bắn kiểu đánh kiểu khu nhầy này. Đánh khu nhầy này để bộ binh đánh. Bộ binh rồi, vòng ra đây. Dăm ba cái thằng ngang ngố này. Mà rồi dọa anh. Ôi, chúng nó lì phết nhỉ. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Tâm ba cái thằng ngố này mà lì phết. Vào đây, chúng nó đã bắn tạt sườn mình. Tâm ba cái thằng ngố này hướng nhỉ. Giả thôn phết toàn bắn tạt sườn mình. Chơi chúng nó. Xong rồi, chơi luôn. Dăm ba cái thằng nhai dép sốt. Cái thằng nhai dép sốt. Ăn. Xông lên. Ái da. Có gì đây? Hóa ra là mấy khẩu pháo của nó thôi. Mình đang họa và giật mình ra lại có quân của nó đấy. Xong rồi. Xì. Dăm ba. Đội quân bảo vệ Moscow, chủ lực để bảo vệ Moscow đã bị tiêu diệt rồi. Úi giời. Hòa bình nhá. Alexander 1 á. À chặn. Chặn đường buôn của mình à? Thằng này láo. À, quên mất không ra vùng đất đấy cho thằng đệ bị bọn quân cờ đen nó chiếm mất rồi. Capturing new regions would spread the costs, as well as putting the men to good use. Upkeep quá lớn à? Bị mất cái cả này phát mà. Trận nó quá easy. Một hồi phục. Sửa phát á. Sửa. Uầy, bị chặn cả mất nhiều tiền thế. Quân cờ đen chiếm được cái thành này. Chắc tí nữa con này nó lên nó chiếm lốt lại.
Mày hả bưởi. Quân phòng thủ của nó. Rồi, Moscow để cho đại trận đánh cuối cùng. Quân đoàn này nói chung thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chiếm cái thành này trước. Người Nga hết quân rồi. Chưa hồi hoàn toàn. Quân đoàn này chắc lượt sau đánh được. Trận chiến cuối cùng phải để cho Von Butcher đánh đỉnh trận chiến Moscow. Von Butcher sẽ là đánh những trận đánh vào Paris. Đánh trận chỗ đấy nó mới nổi tiếng được. Thằng Tây Ban Nha mạnh ghê nhỉ. Chả biết nó có quân gì ở đây. Quân gì thì cũng bèm. Tướng gì đấy? Jean Presley. Ai ô. Pháo đời cuối kìa, đội vẫn cận vệ già kìa. Nhưng mà quân của nó lại không nhiều. Nó có cả đội kỵ binh xịn thế. Toàn kỵ binh đời cuối luôn. Nhưng nó lại không nhiều quân. Tranh thủ lã chết nó luôn. Louis Ferdinand Prince von Papen. Nhiệm vụ của mình là phải xóa sổ nước Nga. Phá phản lực bắn được đến đâu rồi. Rồi, đứng ở đây là có thể bao quát tất cả quân của nó rồi. Dàn quân ở đây à? Chỗ này cũng có một cái lợi thế nhất định. Vì nó là một cái sườn đồi. Cũng là một giải pháp hay nếu mình dàn quân ở đây. Sau đó cho quân di chuyển theo cánh này. Giải pháp không tệ. Một giải pháp cũng không tệ lắm. Lên ngựa để di chuyển à?
Nó định tấn công vào đâu trước nhỉ? Đây à? Cánh quân này có phá không? Ăn làm sao được, cánh bên này có pháo phản lực này, kỵ binh bảo vệ rồi, ăn làm sao được. Chết 6 thằng của đội này rồi. Ôi đội cận vệ già đâu nhỉ? Đây à? Đúng rồi. Ô oh, wow, đội cận vệ già. Bọn này nguy hiểm lắm đấy. Nó áp chế tinh thần đối phương. Ôi đội cận kỵ binh của mình không đủ tuổi để đấu với bọn này đâu. Kỵ binh đời cuối của Pháp này. Cho bộ binh của chúng ta dàn ra đây. Chỗ này là có một cái gò đất lấp được. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Nó đang xông lên như đúng rồi nhỉ. Binh mà nó đang xông lên này, cho lực lượng này lên trước đã, đi xuống trường lên sau. Đội hình hiệp hợp rỗng thiết lập, đội cận vệ à? Ai à, nó cũng xông được áp phết nhỉ? Trời ơi, đội kỵ binh cận vệ à? Rất tiếc, đội kỵ binh cận vệ thì thế thế. Cẩn thận với đội kỵ binh của nó, bởi vì mình không ăn được đâu, kỵ binh của chúng ta chết luôn. Kỵ binh của chúng ta thì không ăn được kỵ binh của nó. Kỵ binh đời cuối của Pháp thì nói thực là chả có quân gì, kỵ binh nào đấu tay đôi được kìa. Kỵ binh của Nga thì cũng tạm tạm, nhưng mà để mà đấu tay đôi với kỵ binh Pháp thì hơi khó. Khử mấy khẩu pháo này xem nào. Bằng mấy con ngựa này nào. Đây đây đã. Bắn nhau rồi kìa. Đây, lão đội cận vệ già cho anh. Tướng của nó dám chạy ngang qua mặt trận à? À kìa, à kìa, à kìa, à kìa. Có thanh niên đến hỏi thăm này. Có thanh niên đến hỏi thăm này. Có thanh niên đến hỏi thăm này.
Úi xùi. Efret đưa ra không à? Vừa cập điện nữ hoàng kìa. Vừa cập vệ của nữ hoàng, hoàng hậu à? Ô kìa. Ôi. Bắn phát đấy. Tự xuống trường bắn tỉa nó này. Ái chà. Cái binh của mình nó rồi, lên cứu giá đi. Hai đội này lùi lại. Định hợp rỗng đã. Không thiết lập được hợp rỗng thì hơi mệt. Ôi, rút lại. Ôi, bọn này nó bắn kinh quá. Cánh bên này lùi đã, lùi đã, lùi đã, lùi, 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 lùi. Lì bọn, lì với bọn, lì bọn Pháp là chết. Cái này bây giờ mới sâu lên. Cái bên kia đang bị áp chế áp quá. Rồi. Khỉ thật. Khử ngay cái đội súng trường này của nó. Bắn kinh quá. Ồ, phá phản lực của mình vẫn làm việc nhiệt tình. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, cánh bên này hồi được à? Lên đi. Úi xùi ôi. Cánh bên này tan tác luôn. Đội quân bên này bị bắn nát luôn. Bị binh chạy dịch ra không làm chết. May quá hai đội súng trường của mình vẫn còn gần như nguyên. Dăm ba cái thằng Pháp này mà đòi bắn nhau với anh không? Dăm ba cái thằng Pháp này mà đòi đánh nhau với anh ấy. Dăm ba cái thằng Pháp này mà đòi bắn nhau này. Rồi. Úi dồi. Xong, 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 xong. Glorious victory, sir. It's soon to be yours. Văn ba cái thằng Pháp này mà dám nhiễu à? Rồi, kỵ binh rút ra. Citoyen.
xong rồi. Dăm ba cái thằng Pháp đấy. Xong rồi. Rồi, nó không phải bắn nữa. Xong rồi, bỏ chạy hết rồi. Đội ngựa kéo này cuối của Pháp luôn. Trận nào heroic victory. Nó toàn kỵ binh đời cuối rồi. Trận này mà đánh thủ đô Paris là hơi mệt đấy. Bảy ngàn cơ mà. Mình hủy diệt gần hết các cái nước lớn này rồi. Truppen, vorwärts! Sir, eure Befehle? Der Sieg ist unser. Bạn được tiền, ui dồi ôi, nhiều tiền lắm. Mục đích tiền để đấy để dành đề phòng lúc bần hàn. Männer, vorwärts. Ihr ergebenster Diener. Schlachtlinie bilden. Tướng cướp à? Tướng này trở thành tướng cướp à? Rồi. Giao cái tỉnh này lại cho thằng Marienburg. Đúng rồi, giao cho thanh niên này. Bọn này cứ phải cho nó một đồng nó mới chịu, thế mới nghỉ cục. Một đồng thì có làm giàu lên được đâu. Rồi. Thảo Pháp này nữa. Đánh nốt tỉnh này. Khôi phục lại thằng Thụy Sĩ. Hết lượt đi rồi. Hải quân của mình đâu nhỉ? Đi một vòng xem nào. Nhưng mà chưa chiếm được cái cảng ở phía dưới này là hơi khó để. Britain, à hải quân Anh ở đây. Kiếm thêm sàng nữa. Phun rồi. Phun rồi. Cả này. Ba lượt nữa. Có lẽ mình đủ thuyền chiến rồi. Không cần quá nhiều đâu. Spy muốn Pháp à? Hồi lâu quá nhỉ.
đất của mình thì chắc hồi nhanh hơn. Cũng không hơn được là mấy. Rồi sang đến đất này nó mới hồi nhanh. Nó không nâng cấp nhà lên, thằng nào nó không lên được. Mình tiếp giáp thủ đô Paris từ hướng Tây rồi mà, à hướng Đông rồi mà. À quân Pháp ở đâu nhỉ? À chúng ta sẽ tiếp tục đưa các cái đội thuyền này sang đây. Đội thuyền này thì vào đây để lấy cái điểm giao thương tiếp theo này. Đội thuyền này thì có thể rút dần ra đây rồi vào. Chiếc này cũng vậy, lượt nữa là có thể rút được vào, là hạm đội này có thể đi tấn công rồi đấy. Tướng 4 sao ấy, hạm đô đốc 4 sao rồi. Khá khá một tí. Phía Bắc này à, các đô đốc của chúng ta thì củi quá. Một lượt nữa thì ra lốt cái tỉnh này cho thằng đệ này. Quá lượt đó. Rồi. Chúng ta kiểm soát được đến 8 cảng giao thương cơ mà. Lo gì cái vấn đề kinh tế. Hiệp ước hòa bình à? Trên thế giới bây giờ còn rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Vâng, whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Vâng, kệ. Tiếp tục bổ nhiệm các cái chức vụ đã. Chesky. Thay thế được nhỉ? Chưa thay được. Mỗi lượt chỉ thay được một thằng. Càng ghê thì thủ tướng chính phủ này phải tăng lên không chết. Nó lại có... Đây là tướng hải quân đây này. Sao không bổ nhiệm được nhỉ? Nhàng nhàng quá. Bầu cử với cả bầu queo. Nền dân chủ. Chả biết có ai có thích dân chủ không, nhưng mình thấy dân chủ nó chỉ hại não chứ chả được cái gì. Lên đây hồi máu cho nhanh. Nhiều phá phản lực quá mà có dùng đấy đâu. Ôi, tiền của mình cũng bắt đầu suy sụp ấy. Không nhanh là vỡ mặt bây giờ ấy. Thêm một đô đốc nữa đi.
Mình cần các cái hạm đội nhỏ nhỏ một xíu để đi tuần. Chỉ những hạm đội lớn này thì không nói rồi, nhưng mà cần có các hạm đội nhỏ nhỏ. Xử lý mấy cái hạm đội của thằng Nga này. À thằng ủa đây này, hạm đội liên hợp của Pháp đây này, nó ở phía nam à. Phía nam này cũng có một cái hạm đội liên hợp rồi. Hải quân của mình đủ ăn được chống lại được các cường quốc hải quân thế giới chứ không. Hải quân của Phổ thì cùi quá. Jawohl, sir. Hiệp ước hòa bình thật là khó để có thể hòa bình khi chúng ta đã choảng nhau vỡ đầu. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture. Lên cái cảng này lên đã, cho mấy thằng đệ của mình sao nó mạnh một xíu. Bọn mình có tiền mà sao mình không sửa mấy cái nhà đấy đi nhỉ? Thống chính trị gia của chúng ta, trời ơi cái ban lãnh đạo. Không thay được, mình là mình muốn thay luôn cả cái thằng này. Ở đâu chui ra cái thanh niên này? Sie sind in der Falle. Sieg. Rồi, khỏi phá, chiếm luôn. Mấy cái thằng nông dân cuối này. Làm ăn gì? Đây rồi. Quân đoàn đã phục hồi hoàn toàn. À, trận chiến giữa Mikhail Kutuzov và Gerard von Butcher. Tuyệt vời. Cái vùng đất đen ấy có lẽ cứ để thành sau mình chưa hầu hấp chiếm nhỉ. Rồi. Für die Schlacht. Mikhail Kutuzov. Hai tướng mạnh nhất đánh nhau rồi. Ai chà, ai chà 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 chà.
Chỗ này có một cái gò đồi tuyệt thế. Phá phản lực cứ đặt đây, xem bắn tới không. Phá phản lực thì thường là bắn tới. Úi dồi, toàn bắn nó đã tận đằng kia. Một đạo quân sẽ đứng ở đây. Ồ, đây là một trong những quân đoàn mạnh nhất của quân phổ luôn đấy. Có đội, có cả hẳn đội cận vệ cơ mà. Lực lượng vệ binh Cộng Hòa đấy. Đấy, quân trắng nhá, không phải quân xám đâu. Đội bên này đâu nhỉ? Đội vệ binh Cộng Hòa đâu? Đây đúng không? À, cúc vàng, cổ tay màu vàng, ấy giả. Đội vệ binh Cộng Hòa. Ở đây nó không bắn được. Làm ra đây một tí. Cứ bình tĩnh. Lại một đội quân trắng nữa. Đội này bắn chuẩn nhất này. Đấy, đội này tay màu đỏ. Cổ áo tay màu đỏ. Rồi, còn một đạo nữa đứng ở đây. Đạo nữa đứng trong rừng đi. Chỗ này. Gerard von Butcher. Rồi, cho đám này lùi lại xíu. Phá phản lực của mình xuất trận rồi. Xem là chúng ta bố trí quân kiểu gì. Chiếm cái quả đồi này chứ nhỉ. Một cái hẻm đồi rất tuyệt vời này. Đứng đây. Là không thằng nào bắn được mình đâu. Di chuyển theo hướng gì đấy? Pháo của nó đang di chuyển này. Mình cảm thấy bất lợi khi mình ở cái vùng trũng. Cánh quân bên này. Ôi, nó chạy sát rừng này rồi thì làm sao mình triển khai được quân. Yes,
xem ý tứ cho nó chạy như nào. Phật lực của mình đang lão ở đâu nhỉ? Hai đạo quân đang di chuyển đến đây à? Sẵn sàng đấy. Ngon thì tiến lên, ngon thì ăn đi. Nó rút thì mình lại tiến tiếp. Phản lực cứ dã cho nó thương vong tương đối cho. Rồi. Vào đây. Cánh quân bên này không mạnh lắm, cánh bên kia mạnh hơn. Cái này không có các đơn vị lính đời cuối mày. Không di chuyển à cô? Đạn cho anh xem nào. Lém tiếp. Lén tiếp. Thế mà nó không chết à? Kỳ cục nhỉ. Ôi kìa. Đoạn này không ăn thua à? Bọn này có biết bắn nhau rồi, rút ra, lại trèo lên đồi bắn nhau tiếp. Đứng đây. Súng trường tiến lên. Cánh bên kia nó không dám tấn công mình.
phản lực phá cho chết thì dạ. Sời đấu súng thì đứt à. Úi dồi úi dồi. À, dăm ba cái anh nhai dép xuống bắn ái hợp. Ơ, ơ, ơ. Ok, chúng ta còn được. Ok à. Ờ, nó bắn chết nhiều thế nhở? Không để ý bọn này. Ok à, chúng nó đang tiến lên kìa. Rút lui anh em. Cánh bên kia nó ô bọn này liều nhở. Tốt 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 tốt. Quân bên này đâu rồi, tiến nhanh 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 nhanh. Áp sát vào cho anh. Ôi ôi. Vua cũng phải thua thằng liều đấy. What the hợi, chúng nó đông thế. Kỵ binh rồi, xông trận ngay không chết. Con mình giờ. Ô bọn này nó liều quá, nó xông thẳng vào con của mình. Bất kể sống chết này. Với nhau với mấy thằng nhai dép xốp này. Không quất bất chấp sống chết, nó xông thẳng vào mình. Ô ôi. Rồi cố lên, cánh bên này nữa, chạy nhanh lên. Sir, sir, our general is under attack. Chạy chạy chạy, tướng chạy ra đây đã. Ôi. Ôi. Kinh quá nhỉ? Bọn này chơi được ấy. Kỵ binh rồi, chạy sang bên này bảo vệ cánh bên này. Ô bọn Nga này đánh được ấy. Bọn Nga này chơi được ấy, chơi kiểu chiến thuật này được được ấy. Đúng là quân đội bảo vệ thủ đô khác. Rồi khôn vãi trưởng, nó xông vào đánh kiểu này là mình ăn, là nó ăn được mình nhỉ. Rồi our men are running, sir. Không sao, đội cận vệ chúng ta xông lên. Đây rồi, cánh quân bên này tới rồi, tràn lên, sợ gì chúng nó. Ây dồi ôi, trận đánh như thế. Trận đánh như Moscow này. Không dễ gì nào. Ôi, kỵ binh chúng ta, đúng rồi, xông vào. Ây dồi ôi, trận chiến súng ống trở thành như thế này. Xông vào. Rồi, kỵ binh của mình đến kịp thời á. May mà kỵ binh có mặt kịp thời, không vỡ mặt. Ơ, đứng súng trường của mình nó đánh nhau với bọn này máu nhỉ.
Our men are running, sir. Bắn bỏ lại cho anh. Dăm ba cái thằng ngang ngố rồi anh phải sợ. Đội chiến trường này thì rút ra đi. Ủa. Nó xong rồi, chuyện này xong rồi. Dăm ba cái thằng nhai dép xốp này mà gọi anh ấy. Pháo của nó vẫn bắn à? The men are fatigued, sir. Must rest. Đó, chết rồi. Cố lên, cố lên. Trăm ba cái thằng ngang ngố này, có gì mà phải sợ. Ui, sát chết chỗ này. Mình không ngờ là bọn Nga nó chơi quả lầy quá. Nó đánh tất tay chỗ này luôn. Bỏ cái bên kia, xâm tất vào cánh này nó đánh rồi. Được, đấy nó mới là trận chiến cuối cùng. Mình sửa để chứng minh là trận chiến rồi. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Ai là pháo nó vẫn bắn này. Pháo của nó kìa. Từ từ. Không cần. Xung phong. Đây là kỵ binh quý tộc rồi. Đây là kỵ binh được tuyển của cổ đấy. Ôi ôi, la thẳng vào lòng pháo nó à. Russia. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Die, someone. Mikhail Kutuzov đã tử trận rồi. Heroic victory. Ôi à, hai tướng mạnh nhất đánh nhau. Trận này nếu mà nó không chơi kiểu bài lầy, nó xông thẳng vào đội hình của mình này thì mình cũng không vất này đâu. Niemand wird uns besiegen. Mất mất đội quân gì đấy? Bốn đội này cũng nguyên mà. Bốn đội xuống trưởng. À, thằng quân trắng. Ôi, cướp được những tận 32.000. Vãi trưởng. Xong thằng Nga. Đế quốc Nga đã sụp đổ. Đế quốc Nga đã sụp đổ. Moscow.
Männer, auf weitere vorwärts. Befehle! Linie bilden! Sie sind in der Falle! Hisst die Flagge! Alles bereit machen! Ôi, cướp vẫn được nhiều tiền lắm. Auf die Schlacht vorbereiten. Muốn làm giàu không khó. Erwarte Befehle. Angriff! Siegreich und stolz. Miễn thuế nó vẫn nổi loạn, không hết được. Miễn thuế thì nó vẫn nổi loạn. Cách duy nhất để hết nổi loạn đó là xong rồi, thằng Nga đã xong. Giao cái vùng đất này lại cho thằng khác thì hết nổi loạn. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ phải khôi phục lại nước Thụy Sĩ này đã. Mới khôi phục Thụy Sĩ thì buộc phải đánh nhau với thằng Pháp ở đây rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.